Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các giảm ngay thủ tục hành chính liên quan đến việc thu mua thuốc phòng chống COVID-19. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm các nước để khẩn trương quyết định việc cấp phép nhập khẩu và sử dụng thuốc điều trị COVID-19. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý giá thuốc, xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, buôn lậu thuốc theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi không để nhân dân vất vả với quá nhiều thủ tục trong việc tiếp cận và mua thuốc điều trị COVID-19. Sáng nay, tại thành phố Hồng Ngự, Ban thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ Đồng Tháp sáng tạo và hưởng ứng chương trình tháng 3 biên giới năm 2022 với chủ đề Biên cương tổ quốc tôi. Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đến dự. Hưởng ứng tháng thanh niên và tháng 3 biên giới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ thực hiện 5 km đường thắp sáng đường biên giới, đường nông thôn bằng năng lượng mặt trời, xây dựng mới 6 cây cầu giao thông nông thôn tổng giá trị 3 tỷ đồng. Trồng mới cây giống tại 500 vườn ươm cây xanh hiện có, trồng ít nhất 200.000 cây xanh, xây dựng mới ít nhất 12 căn nhà nhân ái, nhà khăn hoàng đỏ, nhận hỗ trợ 30 trẻ em có người thân mất do Covid-19 theo mô hình người em của đoàn, kết nạp ít nhất 5.000 đồng viên mới, giới thiệu 1.000 đồng viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Tại buổi lễ, nhiều đơn vị đã trao tặng kinh phí thực hiện các công trình phần diệt và các hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên các cấp đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như trồng hoa, gắn bản tuyên truyền nông thôn mới, thăm các đồn biên phòng trên địa bàn, tặng 1.000 lá cờ tổ quốc cho người dân các xã biên giới, ra mắt không gian đọc sách cho thiếu nhi và thực hiện hoạt động, chuyến xe tri thức, phiên chợ đoàn miễn phí dân dân. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Ngân Hận, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước. Biến chủng Omicron đã xuất hiện trong cộng đồng tại nhiều tỉnh thành phố và có khả năng tạo thêm các đợt dịch mới trầm trọng hơn, nên công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 luôn được duy trì ở mức cao không lơ là. Tại Đồng Tháp, đến nay chưa phát hiện ca mắc biến chủng Omicron. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm phòng vaccine trong tiêm chủng thường xuyên và vaccine phòng COVID-19, đặc biệt cần tuyên truyền ý nghĩa và lợi ích của việc tiêm mũi 3 phòng COVID-19 trong tình hình mới xuất hiện biến chủng Omicron với mức độ lây nhiễm vô cùng cao, nhằm hạn chế tối đa hậu quả làn sóng dịch tiếp theo. Vaccine được tiêm sớm nhất là vaccine tốt nhất, nhưng mà điều này, bác sĩ Hận khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc lựa chọn vaccine gây cản trở công tác tiêm chủng. Lợi ích và hiệu quả vaccine là để phòng bệnh diễn biến nặng nguy kịch chứ không phải ngăn hoàn toàn nhiễm, phơi nhiễm virus. Tránh dựa vào các nghiên cứu mang tính chất tham khảo về tỷ lệ nhiễm bệnh sau khi đã tiêm các loại vaccine trên các tạp giấy mà ảnh hưởng đến tâm lý lựa chọn vaccine. Trong ngày, tỉnh ghi nhận 47 ca mắc COVID-19 mới, còn dồn từ đầu dịch đến nay là 48.172 ca. Số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị là 2.477 ca trong đó số bệnh nhân nặng rất nặng đang điều trị là 51 ca, số bệnh nhân hoàn thành điều trị là 81 ca, cộng dồn 44.707 ca, có 1 ca tử vong trong ngày, cộng dồn 979 ca. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quyện thành phố chủ trì phối hợp với bưu điện cấp quyện và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện trụ sở, trang thiết bị và cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa kết hợp bu điện cấp xã, cấp quyền. Chỉ đạo văn phòng hội đồng nhân dân và quỹ ban nhân dân cấp quyền, quỹ ban nhân dân cấp xã được kiểm tra tập trung khắc phục những hạn chế khuyết điểm nêu trên trong báo cáo. Phối hợp chặt chẽ với bưu điện cấp quyền trong việc thực hiện các nội dung của đề án theo quy chế, phối hợp quản lý, tập trung thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tập quấn, quy trình, nghiệp vụ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để nhân viên bưu điện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chuyển giao nhất là khi có các quy định mới tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đề án trên địa bàn nhân dân